Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Video đặc biệt ngày hôm nay, Thanh Lý và xả hàng những cái mặt hàng quay và giới thiệu cho toàn thể các bác xả hàng giải đen cuối tháng nha. Tháng này công nhận hơi bị nắm tay ương thật, hàng gửi đi cho các bác xong là hoàn về gần hết. Đấy. Đầu tiên thì em sẽ báo giá các sản phẩm như là cục đẩy công suất có giá khá là tốt các bác nha, khá là tốt. Hiện tại em đang có Thanh Lý con này 2,5 triệu bao ship nhá, xả luôn. Con đẩy dưới là motor block IT8950, con này 1200W một cây, đập xúc kép thoải mái, được chưa? Con này em đang xả hàng là 6 triệu cũng bao ship luôn nhá. Trước là 6 triệu giá tại cửa hàng, bây giờ 6 triệu bao ship. Đấy, trên đây có một con nâng tiếng Pro L giá 800 bao ship luôn, cũng nổ luôn. Đấy, còn hai con này thì là của khách nhà sửa, chưa mang thợ được. Còn con trên này thì gửi cho bác khách, bác bảo là hàng sửa rồi anh không lấy, không lấy, không bán, con này để chơi không bán. Riêng các bác này chơi theo kiểu là thế thì em chịu. Đấy. Nha. Bên cạnh đây em có một chiếc đẩy 8200. Con này trước là em gửi cho các bác khách nhưng mà vào đến nơi thì không may nó bị cái diode này, vào nơi nó vận chuyển nó nóng chân, nó bắt đầu nó gãy hai chân diode thì em đang đặt hàng rồi. Gãy chân diode thôi, không sao cả. Đặt hàng để thay diode khác, chứ còn diode cũ của nó thì chân nó bé quá mà gắn keo rồi hàn lại sợ nó cũng gãy, thì là thôi tốt nhất là thay diode. Con này xả hàng cho các bác là 4 triệu bao ship nha. Tiếp theo là một con đẩy mạch class TD, con này bán thì tiếc. Thanh Lý lại càng tiếc hơn rất là nhiều, nhưng cũng có một cái kiểu là giải đen cuối tháng xả gần như hết. Đấy, con này thì em đang bán với mức giá 5,8 triệu và giá Thanh Lý xả hàng cho các bác là 5 triệu bao ship nha, nỗ nặng rồi. Riêng cái tiền cước vận chuyển và từ đây lên Cao Bằng cước đi cước về 2-3 lần vòng rồi cũng phải vào 300-400 nghìn rồi. Đấy, xả hàng cho các bác nhé là 5 triệu bao ship. Đấy, mà thôi tốt nhất là 4,9 triệu luôn, bao ship không tặng dây nha. 4,9 triệu thì số nó đen luôn, còn các bác không thì 5 triệu được chưa. Đấy, có rất nhiều nữa. Đây, PS10 chưa kịp làm rất nhiều. Đấy, đây là nắp Sonotion, cặp này em đang bán là 12,5 triệu giá cũ và giá xả hàng cho các bác giá tại cửa hàng thôi nhá, hoặc là các bác nào ở xa thì em hỗ trợ đóng bìa thôi, khuyến mại cái bìa, giá xả cho các bác là 11,9 triệu. Đấy, 11,9 triệu. Em đang bán 12,5 triệu, mỗi đôi nãy được vài trăm thôi, không nãy được nhiều. Đấy. Và đây là súp đơn 50 từ 2 cột 100. Con này là cái súp hôm trước cũng review ấy. Đấy. Cái này cũng xả hàng nốt cho các bác, giá cũ em đang bán là 4,9 triệu và gần thì 5,3 triệu bao ship. Đấy. Xả hàng cho các bác là còn có 4,5 triệu một chiếc, 9 triệu một đôi. Các bác qua cửa hàng đấy. Được chưa? Đây là thông báo xả hàng giải đen nhá. Giải đen cuối tháng nha, nên là tất cả các sản phẩm nói trên đây là giải đen cuối tháng. Và đây em có cái chiếc xúc kép này, cái bát em để trong nhà, lát nữa sẽ bê quay tiếp theo các bác nhé. Và cái nô này thì em phải làm xong đã, bây giờ bận quá chưa sơn được. Ngày nào cũng có rất nhiều các bác khách gọi đi setup rồi là đi chỉnh trọt này nọ, em lẻ lắm em mới đi, mà đi là mất việc, việc ở nhà đầy việc đây mà không làm được, toàn đi phục vụ các bác, thành ra việc nhà nó cứ nôi trôi này. Súp này thì em có một cặp bán một chiếc, bây giờ một chiếc. Một chiếc này thì cũng xả hàng cho các bác luôn là 7,5 triệu giá tại cửa hàng. Hỗ trợ đóng bìa cho các bác. Súp kép 50 tới 2 cột 100. Còn đây mấy cái hàng nữa như quả súp tích này vào review nhưng chưa review được, mạch mang sửa nó mang về đâu. Và bên đây cũng có một đôi vỏ thùng súp 50, súp kép hầm 50. Đôi này xả hàng cho các bác là 2 triệu, giá tại cửa hàng, hỗ trợ sơn lại cho các bác nha. Xả hàng đây là bán hộ. Hỗ trợ sơn là sơn nọ thôi, không có sơn kia đâu. 2 triệu duy nhất. Đấy, từ giờ đến hết tháng. Từ giờ đến hết tháng âm lịch xả hàng nha. Chương trình áp dụng xả hàng từ nay đến cuối tháng âm lịch. Các bác nào lấy cái gì thì gọi trực tiếp cho em. Xả hàng cuối tháng giải đen nhá. Tháng này nó không may lắm nên là hôm nay về thêm được cái đẩy này.
tí nữa là phải gọi lại cho bác khách gửi lại em số tài khoản, em bán giả 200 ngoài tráng, riêng cái tiền ship đi ship về là 300-400 nghìn rồi, bây giờ nó còn giả là bác 200 cái tiền bác cọc, xong là cái hàng bác gửi trên đấy về đây, về đến đây là 300 mấy nghìn tiền ship, nên là tổng cộng là vào 800 nghìn, gần 800 nghìn tất cả cái tiền cước vận chuyển. Nhục. Có con đẩy này thì em không bán đâu nhé, con này không bán, không bán đâu. Các bác nào thích thì em sẽ báo cáo tình trạng rồi là sẽ thông báo giá sau, chứ bây giờ không báo công khai trên đây. Con này em lấy lại của một anh chủ hàng, thấy một con đồng nát quá, nó bị móc méo quá nên anh thanh lý về, anh nắn anh gò xong bắt đầu là lung tung lên beng, xong mua về là mình tự nắp, về em tự nắp mãi được mới được cái khung như này. Chứ lúc mới về là cái mặt một nơi này, tay cạnh một nơi, nóc mới đánh một nơi, ok mất hết. Xả hàng cho các bác, những sản phẩm kể trên là xả hàng, còn những sản phẩm khác thì em sẽ báo sau. Bây giờ bê cái bát ra cho các bác xem nhé, bát của con súp gì cả. Đây là cái bát này các bác này, bát 50 từ 22 cô trăm. Đấy, con này nó gọi là hàng bãi dùng lâu năm rồi, gân vẫn còn dính này, màng bây giờ vẫn còn khá là cứng này, nhện này này, nhện còn khá là cứng nhá, vẫn còn keo nhện này. Đấy, con này thép từ rất là dày. Đấy, cái này thì em báo luôn là con súp này thì nó có một chiếc đây, nó có gắn lại cái keo viền ở đây này, trong cái kiểu hơi hở hở ra người ta gắn lại thôi, chứ còn sập từ thì anh em nghĩ chắc chắn là cái loa này phải cậy cái viền này này, cậy nhện này, không cậy gân này lên, sập từ thì chắc chắn phải cậy lên chứ không ai đi gắn thêm vào đây, chắc là có vết keo nó hơi hơi hở hở ra, mấy anh Trung Quốc mấy anh gắn vào gắn như này thì mất hết cái giá. Thì đây nhá, hiện tại em còn một chiếc xúc ép này, xả hàng nốt cho các bác, xả những cái gì cũ. Đấy, để sắp tới là về những cái hàng mới, rất nhiều hàng chất lượng và khá nhiều đẩy rẻ tiền cho các bác. Nếu các bác hỏi nó có đẩy rẻ không, có đẩy. Còn cái NOPS 10 này thì em sẽ báo giá và xả hàng trong clip lần sau nhé. Đây là mỗi thứ là chỉ rộng được có một vài trăm nghìn thôi, nên là giá em đang công khai và giá em gọi là xả hàng nó chênh này không nhiều, nên là các bác thông cảm. Em bán hàng nó ăn mỏng lắm, xả hàng rồi nhiều cái xả nỗ rồi vẫn còn giá cao, bởi vì em lấy hàng là theo cái tiêu chuẩn hàng đẹp hàng chất thì lấy giá cao. Như H Acoustic này bán được có vài cặp thôi, bây giờ có hai bác khách đang đặt rồi nhưng mà chưa làm được, chắc tí nữa tranh thủ bỏ ra làm lại nốt các cái này thôi, các cái vết này, các cái vết sứt mẻ này, thì cố gắng phải làm sớm là gửi cho các bác. Các bác bảo xin số tài khoản em không dám cho, mà em cũng kể luôn này. Đấy, ở trên mạng thì nhiều người bán, có người này người kia bán, mỗi người bán một kiểu, thì bên em nói luôn những cái hàng chất lượng, những cái hàng cao cấp thì em bán giá cao, còn những cái hàng vừa vừa rẻ rẻ thì em bán giá phổ thông thôi. Đây, đây cả bột bả về để làm đây. Thì cuối cùng là ông chủ xưởng pha kiểu gì này, không đâu nên rất là đẹp nha, bả phát ăn ngay, bây giờ bả không ăn tí nào, hoành tráng. Nhọc lắm. Đấy, thì các bác nào xem được cái gì thì ô hộ em với nhá. Riêng cho bộ tách em bán theo bộ nhá, cái bộ tách em bán theo bộ nên là không xé nẻ được đâu. Một trầm này, một tay, bây giờ cái máy công suất nó không biết người ta sửa xong chưa, sửa xong cái là bê về bán ngay, xả hàng cho các bác. Những cái hàng này hiện tại là bây giờ những cái hàng bên cửa hàng chính em đang xả, còn bên kho nó còn vài cái gì nữa thì hôm nào sẽ bê nốt sang đây quay review và cũng xả hàng nốt cho các bác, cho nó hết cái tháng đen này đi, chứ tháng này đen quá, gửi gần chục con đẩy mà hoàn về 6 đến 7 con rồi, nghe có vẻ không ổn. Gửi đi chục con đẩy, gần chục con đẩy, gửi về 6 đến 7 con rồi. Đấy, nhọc lắm các bác ạ. Còn tính tổng cộng là được 9 chiếc đẩy, nhưng mà khách gần lấy thì em không tính, khách đám cưới lấy còn nợ thì không tính thôi. Bao giờ tính tiền thì mới biết là lấy thật hay là bom hay là mượn. Bên em bán hàng thoải mái lắm. Gần đây nhà các bác nào quen biết mà đã biết lâu năm rồi nhé, thích là cứ ví dụ ngày mai các bác đánh đám đang hết đẩy, đến ý kiến với em cái viết cái giấy thế là xong, bê được đẩy về đi đánh, lỗ em bảo hành chưa, được chưa? Bán hàng như thế rồi, ok. Thì video review sản phẩm đến đây là kết thúc nhé.
xả hàng khá nhiều hàng cho các bác rồi. Các bác xem được cái gì thì hú em tiếng. Chứ buôn bán mở vào đúng cái tháng mà nó không may cái thì cũng khổ lắm. Có tháng thì cười toe toét ra, không ngậm được cái mồm vào. Có tháng thì các bác nhìn cái mặt cô em trông hãm tải lắm các bác ạ. Trông nó hãm tải lắm. Bán đi xong hoàn về xong là nỗi lên nỗi xuống. Đúng là cái tháng nó đen thì không tránh được. Em cũng chia sẻ luôn, tháng sau chắc là chia sẻ kinh nghiệm thôi, chia sẻ kiến thức thôi. Tháng sau tháng 7 âm thì chưa chắc đã bán được cái gì. Thì cũng gọi là lấy một tí hàng về để khoe với các bác. Và chủ yếu là những khóa học chia sẻ kinh nghiệm về những hệ thống âm thanh sự kiện tiệc cưới, âm thanh chuyên nghiệp ngoài trời. Đấy. Em sẽ làm cái kiểu khóa học nhưng mà không đào tạo học viên. Kiểu như là tự tung tự hứng, có cái bảng vẽ ra cái lộ trình sơ đồ rồi hướng dẫn các bác như này thế kia. Đấy. Các bác xem được khen thì khen, mà không được thì chê vẫn cứ là chê, đúng không ạ? Ok, video đến đây kết thúc nhá. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Các bác quan tâm đến những mặt hàng thanh lý, mặt hàng nào thì liên hệ trực tiếp với em. Xả này hơi bị nhiều hàng rồi, nên này anh em ghét lắm rồi. Ở bên kho em còn nhiều hàng nữa, nhưng mà hiện tại em chưa muốn quay review. Sắp tới em sẽ thêm một kênh phụ nữa chuyên về đẩy hàng bãi, số lượng bán theo lô. Các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp với em nhá. Đấy, nhất anh em thợ nào mua nhiều, lấy hàng nhiều mà lấy theo lô, báo trực tiếp với em, giá cực tốt luôn cho các bác. Nhưng lưu ý giá đấy là giá bao sống hoặc là giá chưa vệ sinh, hoặc là giá có bảo hành nhưng hơi cao một tí, đúng không ạ? Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.